Em ơi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái kèo ví anh chị nha. Cái kèo này khá là mới mà nó khá là ngon. Thì khi chúng ta đăng ký cái ví này, nó tên là LT Vái Lạch. Và cái ví này là xuất phát từ Mỹ anh chị nha. Rồi, bây giờ khi anh chị đăng ký xong, chúng ta sẽ nhận được 10.000 cái đồng LT, sắp xỉ là 100 đô cái giá hiện tại. Sau này nó sẽ lít sàn và khi đó chúng ta sẽ được rút anh chị nha. Kèo quý này không nên bỏ qua anh chị à. Rồi bây giờ trong video này em sẽ làm như sau. Cái thứ nhất là em sẽ cập nhật cái thông tin chi tiết về cho anh chị xem cái kèo quý này. Cái thứ hai em chia sẻ cho anh chị cái trực tiếp để chúng ta làm, để chúng ta nhận 10.000 cái đồng LT ha. Và khi chúng ta giới thiệu bạn bè người thân, chúng ta sẽ nhận được một cái số lượng phần trăm nhất định đó anh chị à. Bây giờ anh chị sẽ vào cái Victor cho em. Anh chị vào cái Victor, anh chị vào cái biểu tượng tìm kiếm, anh chị gõ cho em cái chữ là LT Vái Lạch đây. A cộng ha, LT. Ở đây anh chị sẽ thấy xuất hiện, còn không thấy xuất hiện thì chúng ta nhấp cho em luôn. Vái Lạch. Chúng ta nhấp vào đây. Nó có rất nhiều anh chị nghe, cho anh chị nhìn nè. Chúng ta nhấp vào ở trên cùng nè. Hiện tại là có 6.706 người theo dõi. Như em nói, đây là một cái dự án mới, anh chị nên follow họ. Rồi chúng ta xem cái phần theo dõi của họ thì họ đang theo dõi là 70 người. Thì ở đây toàn là nhân vật và những cái là có tiếng trong crypto này ha. Đặc biệt là họ được theo dõi bởi cái người này. Cái người này khá là ok đấy anh chị. Đây. Thì anh chị này lúc trước cũng quảng bá giới thiệu cái dự án SIC nè. Đó. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm những cái tích liên quan mới nhất để em đọc cho anh chị nắm về cái dự án này ha. Tin tốt, tất cả các nâng cấp đã được hoàn thành. Bắt đầu từ hôm nay, tham gia giao dịch định lượng trong LT Vái Lạch sẽ kiếm được hơn 30% lợi nhuận hàng tháng. Cái định lượng này tức là nói năm nay là chúng ta gửi sơ kinh đó, kiểu như vậy, chúng ta gửi chúng ta lấy lãi đó anh chị. Nó năm nay là như vậy. Tiếp theo, phiên bản mới nhất đã được thử nghiệm và sẽ sớm cập nhật. Tiền LT được phát hành trên chủ Tron nha. LT này nó chạy trên chủ TRC20 tức là Tron. Tiếp tục ở đây có một cái tích nữa. Kính gửi người dùng tiền LT đã bị khóa trước khi niêm yết và không thể rút được, hãy kiên nhẫn. Chúng tôi hợp tác với các sàn giao dịch nổi tiếng thế giới, nó cần có thời gian. Đội ngũ quản lý giá thị trường chuyên nghiệp của chúng tôi đã được thành lập. Cảm ơn bạn vì sự tham gia của bạn. Tức là sao ạ? Khi anh chị đăng ký xong á, chúng ta sẽ không có bán được liền mà chúng ta phải chờ một thời gian. Khi mà họ liệt kê lên các sàn thì lúc đó là họ cho phép chúng ta trao đổi mua bán giao dịch ha. Khá là ngon đấy anh chị. Tiếp tục em đọc một số tích nữa nha. Rồi. Đây. Được phát hành Tron Chain, vui lòng chọn Tron Chain để xem. Tức là khi anh chị đăng ký xong, chúng ta vào cái mục Tron này nè, chúng ta sẽ thấy được cái tiền LT của mình. Ngoài ra nó còn rất là nhiều cái tích ở đây anh chị nè. Nếu bạn mời người dùng, bạn sẽ nhận được 10.000 LT. Đối với mỗi người bạn mà bạn mời được, bạn sẽ nhận được thêm 10.000. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ niêm yết trên các sàn giao dịch. Người dùng có thể tự do mua bán thông qua hình thức chuyển khoản. Rồi, ok. Đó là những cái thông tin ha. Anh chị nên follow để cập nhật. Rồi. Sau khi anh chị xem cái video của em á, anh chị nhấp vào cái đường link em để trong cái phần mô tả hoặc là trong cái phần tin nhắn đã ghim như những cái dự án khác thôi. Chúng ta nhấp vào đó thì sẽ đưa anh chị đến giao diện như thế này. Anh chị nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải, chọn cái chữ là mở trong Trumdeo cho em. Rồi, sau đó anh chị nhấp vào cái chữ cài đặt ha. Rồi sau khi mà anh chị chúng ta nhấp vào cài đặt xong á, chúng ta sẽ nhấp vào mở nha. Ở đây chúng ta sẽ nhấp vào mở cho em. Rồi bây giờ anh chị sẽ nhấp vào cái chữ là Select Language, chúng ta nhấp vào đây. Mình chọn cái chữ Việt Nam cho em ha, để chúng ta có được cái ngôn ngữ Việt Nam. Ở đây chúng ta nhấp vào cái gì ạ? Chúng ta nhấp vào cái chữ là tạo ra danh tính, tức là chúng ta tạo một cái ví mới ha anh chị nha. Còn ở dưới khôi phục danh tính là chúng ta đã có ví rồi. Anh chị nhập trên cái dòng trên cho em, tạo ra danh tính nè. Ở đây anh chị lưu ý cho em những cái thông tin này. Là một, không thể đọc hoặc lưu trữ chìa khóa riêng của bạn, cũng không thể giúp bạn tìm lại. Vui lòng sao chép, tức là sao chúng ta phải sao chép giữ cái cụm mật khẩu này. Cái hai là ngoại tiếng lưu, không lưu vào hộp thư, sổ ghi chú, mạng đẻ, công cụ chat. Và như vậy rất nguy hiểm, dễ bị hack nha. Cái thứ ba là xin vui lòng không sử dụng truyền tải mạng. Đó. Cái thứ tư là công cụ quản lý mật khẩu để lưu, đề nghị cùng dùng công cụ quản lý mật khẩu.
họ đưa ra mình bốn cái điều lưu ý nè, anh chị sau đó nhấp vào cái chữ là tạo chìa khóa riêng để chúng ta lấy cái mã khay nha. Đó là cái mã khay để chúng ta đăng nhập vào ví, mất cái này là chúng ta sẽ không vào được. Anh chị nhớ ghi vào cuốn sổ nhật ký cho em là tên dự án là LT Vái Lạch App, sau đó ghi cái khay này, sau đó ghi cái mật khẩu ha. Em sẽ nhấp vào chỗ là tạo ra chìa khóa riêng nè. Anh chị thấy không ạ? Anh chị nhấp đến một chút, ở đây họ sẽ hiển thị cho anh chị gồm chữ thường, số. Đó là cái khay của anh chị đó ha. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại, chúng ta ghi chép kỹ vào cuốn sổ rồi sau đó chúng ta kiểm tra từng cái nha. Anh chị có thể nhấp vào cái dòng thứ hai nè, là chúng ta sao chép chìa khóa bí mật để chúng ta dán vào một chỗ nào đó cho nó an toàn trước ha. Rồi chúng ta làm các bước, sau đó chúng ta sẽ nhấp vào bước tiếp theo. Bây giờ em sẽ nhấp vào cái mục số 2 niệm sao chép. Anh chị sao chép nó ra một cái chỗ nào đó đi ha, để một lát chúng ta còn nhập lại một lần nữa. Sau khi em ghi chép vào cái cuốn sổ nhật ký nè, em sao chép vào cái nơi an toàn rồi, em sẽ nhấp vào cái số 3 là bước tiếp theo nha anh chị. Tới đây nè, anh chị lưu ý cho em ha, mình sẽ là tạo mật khẩu. Thì một á, mật khẩu này sẽ được dùng như mã giao dịch cho ví. Hai, ví không lưu mật khẩu cũng không thể giúp bạn tìm lại, hãy chắc chắn để giữ mật khẩu của bạn. Thì cái mật khẩu á, là ít nhất là 6 chữ số anh chị ha. Thì em yêu cầu là chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Cái dòng trên này mình nhập cái mật khẩu, cái dòng dưới là mình dán mật khẩu lại nha anh chị. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu nè, ở trên em sẽ nhập cái mật khẩu vào nè. Rồi ở dưới em sẽ nhập lại một lần nữa nè. Ok. Sau đó anh chị nhấp vào cái mục chắc chắn cho em ha. Tới đây nè, xác nhận mật khẩu từ khóa bí mật để xác nhận rằng bạn đã sao lưu chính xác. Ở trên là chúng ta sẽ dán cái khay vào, cái khay gồm chữ thường với số đó. Ở dưới đây là chúng ta nhập cái mật khẩu mà chúng ta vừa nhập cái bước đó ha. Cái bước vừa rồi đó. Bây giờ em sẽ nhập cái mật khẩu trước nè. Sau đó em sẽ dán cái cụm khay nó vào ở đây. Đó. Sau đó chúng ta nhấp vào cái mục xác nhận cho em nha. Như vậy là anh chị đã tạo xong. Đây là cái giao diện chính của ví nha anh chị. Bây giờ cái việc anh chị cần làm là chúng ta cần phải nhập cái mã mời của em vào. Cái này là nó theo cái chính sách cộng đồng. Khi em làm á thì em sẽ nhập cái mã mời của cha mẹ em. Và khi mà anh chị muốn nhận được 10.000 cái đồng này thì chúng ta phải nhập cái mã mời của em. Và khi mà anh chị giới thiệu cho bạn bè người thân thì bạn bè người thân của anh chị phải là gì ạ? Phải nhập cái mã mời của anh chị. Nếu mà chúng ta không nhập á thì chúng ta sẽ không nhận được 10.000 ha. Cái này là theo cái chính sách cộng đồng. Anh chị cần làm cái gì? Chúng ta nhấp vào cái chữ mời ở đây nè. Anh chị thấy mà, chúng ta nhấp vào đây. Rồi, phía dưới này là cái mã mời của mình. Đó. Rồi, ở trên đây nè, anh chị nhấp vào đây. Thì cái mã mời này em để trên màn hình đó, anh chị thấy nãy giờ đó, chúng ta nhấp vào đây thì anh chị nhấp, sau đó anh chị chọn cái chữ chị này. Ok, còn nếu như trong trường hợp mà nó lắc quá thì em có để cái code của em trong các nhóm như là Zalo, Telegram. Anh chị dùng cái phía bên phải này nè để chúng ta chụp trực tiếp luôn, chúng ta quét cái là nó ra rất là nhanh. Ha, bây giờ chúng ta nhập cái mã trên cái màn hình giúp em ha. Rồi chúng ta nhập xong, chúng ta nhấp một cái chữ chị này. Đó. Sau khi anh chị nhấp vào cái chữ chị á, nó để thiết lập thành công, nó sẽ quay trở về cái màn hình như thế này. Đây anh chị, là mình đang ở bên cái mạng lưới là BSC, anh chị thấy phía trên nè, đó là cái mạng pin Smart Chain. Anh chị cần vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái, chúng ta nhấp vào cái chữ tròn nè, cái hàng thứ ba ở đây. Đó, anh chị thấy mà, mình làm đúng á, là ở đây nó sẽ ra được 10.000 cái đồng LT này và cái giá quy ước hiện tại là không là 105 đô. Và hiện tại chúng ta chưa có rút được nha. Khi mà họ list sàn thì chúng ta có thể là chuyển lên cái sàn và chúng ta bán. Đó, chúng ta chờ thông tin từ họ. Adrop là chúng ta đăng ký xong, chúng ta phải chờ anh chị nha. Rồi, bây giờ em sẽ chia sẻ anh chị thêm ha. Rồi, khi mà chúng ta muốn mời bạn bè á, là để họ nhận được 10.000 cái đồng á, là anh chị phải vào cái mời này nè. Chúng ta sao chép cái mã mời của mình cho họ nha. Phải nói rõ, họ phải nhập cái mã mời của anh chị họ mới nhận được 10.000, cũng như anh chị làm cũng phải nhập cái mã mời của người khác, ngay cả em cũng như vậy. Anh chị nhấp vào cái hình đại diện phía trên bên trái của mình, bên phải chứ em nhầm, là cái phần liên hệ. Chúng ta nhấp vào đây, chúng ta liên hệ riêng ha. Rồi ở đây là hiện tại á là đang ở bên cái giao diện BSC. Anh chị vào ba gạch ngang phía trên bên trái, chọn cái tròn là ra. Ở đây có một số cái đồng ha. Rồi cái chỗ thị trường này ở phía dưới nè,
Hiện tại là nó có đang cho là kiểu như là swap sang là từ USDT sang RT và ngược lại. Nhưng mà hiện tại chúng ta chưa có là swap được anh chị. Rồi cái chỗ buôn bán này thì ở đây á, là hiện tại họ đang cập nhật cái giao dịch định lượng như em nói là gửi staking lấy lãi. Thì anh chị nào là thấy ok thì chúng ta có thể vào ha. Thì cái này tùy theo mỗi người thôi. Trong cái mục của tôi này nó có một số phần như sau: quý dự phòng, chuyển ví, đội của tôi là anh chị mời được ai nó sẽ hiển thị ở đây hết anh chị nha. Đây nè. Rồi tiếp theo là cái chỗ mời này chúng ta nhấp vào đây, chúng ta lấy cái mã khi anh chị nha. Rồi về chúng ta ở đây nè, họ có thông tin anh chị ha. Rồi chuyển đổi ngôn ngữ, dịch vụ trực tuyến là anh chị liên hệ với họ đó, để chúng ta hỏi những cái thông tin liên quan. Ở đây thì cái ví này nó còn mới nên là chúng ta chủ yếu là để đăng ký nhận airdrop thôi anh chị. Còn khi nào mà có thông tin mới nữa em sẽ cập nhật cho anh chị ha. Ở đây có các này, giao dịch định lượng nè, anh chị thấy phía bên phải nè, ở giữa màn hình nè. Đó, như giao dịch định lượng USDT đi, thì ở đây cái lãi suất của nó từ 30 đến 30% anh chị ha. Và cái số lượng gửi thấp nhất là 5 và nhiều nhất là 1 triệu đô. Đó. Rồi, em xin phép dừng cái video nha mọi người. Anh chị tranh thủ đăng ký ha. Để anh chị đăng ký chậm sau này nó sẽ giảm cái phần thưởng này lại khi nó đạt được cái số lượng cộng đồng nhất định đó. Rồi, em xin phép dừng video. Có gì không rõ thì anh chị cứ bình luận đi, em sẽ trả lời cho mọi người nha.